Chào anh em, thì theo yêu cầu của anh em, thì nay tôi sẽ làm một clip về cái nội dung chỉnh sửa tin nhắn bóng đá. Thì rất nhiều anh em ấy gọi điện mà không thấy anh làm cái clip về cái phần chỉnh sửa bóng đá. Thì ở clip này tôi cũng nói luôn với anh em, thì tôi cũng đã nói rất nhiều ở những clip trước, thì cái phần mềm này nó có thể là chỉnh sửa ký tự, số ký tự văn bản để tùy vào mục đích của anh em khi anh em sử dụng. Đấy, thì anh em muốn chỉnh sửa cái nội dung ký tự gì để tùy anh em. Ví dụ anh em chỉnh sửa lô đề hoặc là bóng đá hoặc là công nợ hoặc là văn bản, đấy là tùy cái mục đích của anh em. Thì chúng tôi cung cấp phần mềm cho anh em nhé. Thì ở clip này tôi sẽ theo yêu cầu của anh em, tôi sẽ làm một cái nội dung chỉnh sửa về cái nội dung bóng đá anh em nhé. Đấy, thì đầu tiên tôi sẽ vào Zalo này. Đấy, tôi sẽ đánh là ví dụ như MU này. Đấy, MU đi. Đấy, MU. Ở dưới anh em nhé. Cửa dưới đi. Dưới 100 triệu chơi lớn anh em nhé. Đây anh em này. Để cho anh em gần cho anh em xem. Đấy, tôi sẽ bật đồng hồ chạy dây này để khi chỉnh sửa và khi quay thì đảm bảo cho anh em là không cắt ghép video anh em nhé. Đấy, anh em này, MU dưới 100 triệu này. Đấy, ok cho anh em. Anh em chú ý nhé, mốc thời gian nhé, bạn tôi gửi cho chủ lô này. MU dưới 100 triệu. Đấy, xin là máy của chủ này. Đây anh em này, anh em chú ý tôi mốc thời gian nhé. MU dưới 100 triệu vào lúc 15:30 anh em nhé. Đấy, thông thường họ sẽ copy ok lại. Copy này. Ok này. Ok là có nghĩa là đồng ý với MU dưới 100 triệu anh em nhé. Đấy, tôi sẽ gửi sang này. Đấy, thì tôi sẽ cho anh em xem trước cái nội dung anh em nhé. Đây, MU dưới 100 triệu này. Vào hôm nay là lúc 15:30 hôm nay này. 15:30 ngày 17/3/2020 anh em nhá. Đấy, gửi đi vào lúc 15:30 và ok lại và cũng lúc 15:30 anh em nhá. Cộng thời gian luôn. Đấy, tôi sẽ để đây 3 phút, tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em. Đấy, cái khung thời gian khi bắt đầu gửi và sau khi chỉnh sửa vẫn giữ nguyên cái mốc thời gian ban đầu anh em nhé. Bây giờ là 1:36, tôi sẽ để thêm 2 phút. Thì anh em xem clip, anh em đăng ký kênh và bấm chuông bấm like, thì ở những clip sau thì tôi có những cái phần mềm mới nhất thì anh em sẽ là người biết trước anh em nhé. Với anh em ở bên nước ngoài anh em không về được thì chúng tôi có đội ngũ nhân viên cao cấp xâm nhập mà anh em và cài đặt cho anh em. Với anh em ở trong nước thì chúng tôi có 2 cơ sở để cài đặt cho anh em. Khu vực miền Nam, anh em qua bến xe miền Đông, anh em vào trực tiếp cơ sở, anh em test và cài trực tiếp. Khu vực miền Bắc, anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, anh em vào cơ sở, anh em test trực tiếp anh em nhé. Bây giờ vừa nãy là tôi đánh MU rồi anh em nhé, là dưới 100 triệu. Đấy, bây giờ tôi sẽ thay đổi. Đấy, thành là trên anh em nhé. Bây giờ là 2:41, 2:42, tôi sẽ để 3 phút đi. Đấy, thì cái phần mềm này anh em muốn ghi nội dung như nào cũng được. Ví dụ anh em đánh MU, anh em chuyển sang thành Chelsea cũng được anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ sửa tranh cho anh em thành Chelsea anh em nhé. Đấy, dưới 100 triệu vừa nãy mình đánh MU, bên mình chuyển sang thẳng là Chelsea đi anh em nhé. Đấy, MU gặp Chelsea. Đấy, kiểu gì mình cũng thắng anh em nhé. MU thắng mình cũng thắng, mà là Chelsea thắng mình cũng thắng anh em nhé. Đấy, thì hôm nay ví dụ như MU thua đi thì mình sẽ chuyển sang thành Chelsea anh em nhé. Đấy, anh em chú ý này. Đấy, anh em chú ý khi tôi chỉnh sửa này.
Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Thì bên máy của chủ này họ sẽ không sáng đèn, không gì cả. Đấy, quan trọng bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra anh em nhé, để xem cái nội dung nó được thay đổi như nào. Đấy, tôi sẽ mở hai máy ra. Đấy, anh em này, MU đã chuyển thành Chelsea anh em nhé. Đấy, và cái chỉnh sửa là theo ý muốn của anh em, anh em muốn chỉnh sửa như nào đấy cho tùy ý của anh em nhé. Thì ở những clip thì tôi chỉ làm mẫu cho anh em thôi, còn nội dung hoặc là ý muốn của anh em thì anh em cứ chỉnh sửa thôi anh em nhé. Thời gian này 15:30 này đấy, hôm nay này vào ngày là 17 tháng 3 2020 anh em nhé. 15:30 17 tháng 3 2020. Thì anh em có nhu cầu về phần mềm anh em liên hệ hoặc kết bạn Zalo vào số này cho tôi 0916514 4. Thì trung tâm dùng cái số điện thoại duy nhất để cài đặt cho anh em. Đấy, ngoài số này thì chúng tôi không có trách nhiệm để bảo hành cho anh em. Đấy, lưu ý cho anh em. Đấy, thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em và thể theo yêu cầu của anh em về cái nội dung tin nhắn bóng đá anh em nhé. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.